yên tâm cũng được. Cứ nhớ cái lương không, em đã nói từ trước, anh nói với em cũng nhất là lương mà tính lại lương tính từ Tết á thì tính từ ngày giao thừa tới ngày mùng tháng 3 thôi, còn những ngày khác mặc dù có chụp ảnh thì tính theo lương căn bản không có ngày thứ ba. Hai đồng tiền, một tháng đồng tiền nữa. Có nghĩa là cứ một ca thì có ba người.